bạn nhỉ. Hiện tại mình đang có mặt tại Sapa. Mình Sapa mình nói ở Sapa để các cô gái người Mông dân tộc ấy nói tiếng Anh gió. Sau đây mình sẽ đi phỏng vấn một vài người xem có thực sự như thế không. Xin chào bạn. Có thể cho mình hỏi một chút được không? Ok, hỏi đi. Mình nghe nói là ở Sapa thì các cô gái người dân tộc thì nói tiếng Anh như gió rất là mình cũng không biết nhưng mà ok. Hello everyone, my name is Emily. I am 17 years old. I come from Sapa. Sapa and Mường Hoa village. Oh, very cool. Hiện tại là mình đang học tại high school và trên Âu Châu ạ. Bạn bao nhiêu tuổi và đang học ở đâu? 17 tuổi và học lớp 11 tại trung tâm giáo dục nghề. Trong tương lai thì bạn sẽ đi học cái gì hoặc là làm những gì? Ước mơ của mình là cảm ơn. Hôm nay bạn đi làm gì? Hôm nay mình lên đây chơi thôi. Chơi thôi. Đi với bạn hay đi với ai? Đi với bạn ạ. Hôm nay mình ở nơi khác đến thì mình cũng không biết một vài nơi thì bạn có thể là dẫn mình đi tham quan một vài nơi ở quanh đây. Ok, được ạ. Làm rồi. Em học thêm, em lại đi học tiếp lúc nhất rồi. Em sẽ đi học cái gì đấy? Em đi đi học học chung à? Do một quần áo của em đẹp đấy. Đây là cái áo này có tên là gì vậy? Một quần áo này chỉ giá bao nhiêu? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi? Ôi đắt thế. Đúng, biết được. Sao không biết được? Bán cho anh 2 triệu có bán không? Bán được. Bán phải làm kỷ niệm đi. Không làm kỷ niệm gì hết. Nhời.
có tiền thì sẽ có, không có tiền thì không. Thế hả? Oh,